cứ sản phẩm nào của 3CE cũng được đánh giá cao về chất lượng cũng như thiết kế. Moze Permanente Eye Color Palette cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về điều này ngay nhé. Vài nét về thương hiệu 3CE. 3CE được viết tắt từ 3 concept eye là một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc. Tuy mới bắt đầu sang thị trường mỹ phẩm nhưng đã nhanh chóng thành công trong thị trường mỹ phẩm. Những sản phẩm của hãng khi ra mắt vẫn luôn dẫn đầu xu hướng về thiết kế cũng như chất lượng. Gần đây nhất là sản phẩm phấn mắt đã nhận được nhiều sự yêu thích từ khách hàng trong nước và quốc tế. Thiết kế Moze Permanente Eye Color Palette, sản phẩm được hãng thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi theo kiểu hình hộp vuông theo 3 gam màu: màu nâu nhạt, nâu trầm và màu hồng. Nắp của hộp được làm bằng nhựa trắng trong suốt, nhìn vô cùng sang trọng mà người dùng cũng có thể dễ dàng thấy được màu phấn bên trong hộp. Và bên trong là 9 lớp phấn được chia riêng trong từng ô riêng của hộp. Thành phần Moze Permanente Eye Color Palette, phấn mắt 3CE Moze P có thành phần được chiết xuất từ những loại thảo mộc và tinh chất từ bông hoa tự nhiên, vì vậy mà không gây kích ứng cho da và an toàn sử dụng. Mặc dù trong thành phần không có chất tạo mùi, nhưng khi mở hộp ngửi kỹ thì vẫn có một mùi hương vô cùng dịu nhẹ không gây khó chịu. Do đó với cả những người bị dị ứng với mùi của mỹ phẩm thì vẫn có thể sử dụng. Trong hộp phấn có chứa những hạt phấn nhỏ li ti, mịn với độ bám màu cực kỳ cao giúp người dùng khi đánh lên da sẽ cảm thấy nhẹ nhàng mà không hề bí da và nặng nề. Cũng chính vì yếu tố này mà bạn cũng sẽ cảm thấy khô khoáng và dễ chịu cả ngày. Bảng màu Moze Permanente Eye Color Palette nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng khác nhau. Hãng cho ra mắt 3 phiên bản màu khác nhau, cụ thể là bảng Mod He, tone này nghiêng về màu lì trầm ấm nhẹ nhàng và bảng màu này không có nhũ. Vì vậy mà bảng màu này phù hợp với lối make up sang trọng đậm. Blotter With, tone có màu nghiêng về nâu trầm pha ánh nhũ. Bảng màu này giúp khuôn mặt bạn trở nên sang và xịn, thích hợp với những cô nàng thích make up kiểu tone Tây hay đi dự những bữa tiệc sang trọng. Oveta Care, tone nghiêng về màu sáng, pha một chút nhũ nhẹ nhàng. Bảng màu phù hợp với lối make up tự nhiên, trong sáng. Công dụng của phấn mắt Moze Permanente Eye Color Palette được nhiều người yêu thích, chắc hẳn bảng phấn mắt này đã có những công dụng hữu ích. Cụ thể thì dưới đây là những công dụng tuyệt vời của bảng phấn mắt này. Độ bám màu, sản phẩm có thể bám màu suốt 24 giờ làm việc mà không bị lem màu. Vì vậy bạn cũng có thể thoải mái hoạt động mà không sợ trôi đi lớp phấn. Độ lên màu, màu lên cực chuẩn không bị xê dịch hay lẫn lộn màu với nhau. Chất phấn mịn màng, khi lên màu bột phấn sẽ không bị rơi vỡ vụn vào bên ngoài như nhiều sản phẩm khác. Vì vậy mà bạn cũng sẽ cảm thấy được nâng niu hơn. Cách sử dụng bảng phấn mắt, đánh mắt luôn là một công việc quan trọng trong make up. Mỗi người có cách đánh mắt phù hợp khác nhau. Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu thì hãy tham khảo 3 bước dưới đây để học đánh mắt ngay nhé. Trước khi sử dụng phấn mắt, bạn cần làm sạch những bụi bẩn và sợi bã nhờn trên da. Bạn cũng có thể dưỡng ẩm vùng quanh mắt để bảo vệ vùng mắt cũng như giúp quá trình đánh phấn trở nên dễ dàng hơn. Sau đó bạn có thể chọn tone màu phù hợp với mình và sử dụng cọ chuyên dụng đánh mắt. Bạn dùng cọ tán nhẹ và bắt đầu đánh đều vào phía bầu mắt. Lúc này, bạn cũng có thể sáng tạo mix các màu khác nhau để tạo hiệu ứng cũng như phong cách riêng của mình. Trên đây là tất cả những thông tin cần thiết về Moze Permanente Eye Color Palette. Còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu sản phẩm tuyệt vời này tại đây? Nếu bạn còn có thắc mắc nào nữa thì hãy comment xuống dưới video này để được giải đáp ngay nhé! Nhớ like và subscribe, bật thông báo để đón xem bản tin hàng ngày trên xu hướng.